Trong 3 tháng hè từ 16 tháng 5 đến nay, Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố 4 vụ, 34 đối tượng là thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, ngày 16 tháng 5, khởi tố 5 trong tổng số 9 đối tượng, ngày 9 tháng 7 năm 2024, khởi tố 5 trong tổng số 12 đối tượng, ngày 11 tháng 7, khởi tố 7 đối tượng. Gần đây nhất, ngày 14 tháng 8, Công an huyện Khoái Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, đấu tranh làm rõ nhóm 35 thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, nẹt mô, đua xe trái phép, mang theo các hung khí tự chế như dao kiếm, phóng lợn, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhân dân. Đáng nói là hầu hết các đối tượng có tuổi đời còn khá trẻ, từ 16 đến 20. Hiện Công an huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh kiên quyết xử lý với loại vi phạm này, nhất là trong những ngày nghỉ lễ tới.